Ngày 24 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân, nguyên Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu cho biết, từ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Ngày 24 tháng 1, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước.